À, bạn Ngọc Dung đã chia sẻ ra và gieo duyên cho Lan Nguyễn vào cái cộng đồng hạnh phúc rồi kinh doanh. Đây là một cái cộng đồng mà giúp Lan Nguyễn thay đổi một cách ngoạn mục. Trước đây thì Lan Nguyễn cũng đã từng đi học rất là nhiều thầy cô và cũng đã chuyển đổi rất là nhiều. Nhưng mà khi mà vào cái cộng đồng này thì thật sự mà nói nó chạm đến sâu vào bên trong cái trái tim của mình. Những cái điều khát khao trước đây mình cứ nghĩ rằng là nó đã có, mặc dù đã có những thành tựu đã và những cái khát khao cũng đã đạt được nhiều kết quả, nhưng mà nói về yêu bản thân thì bản thân mình không ngờ rằng mình lại đi yêu người khác nhiều hơn yêu bản thân mình, đó là cứ đi giúp người khác mà cũng không biết vì sao. Thì khi biết được cái nội tâm mình là con số 9, là con số của cộng đồng, con số cho đi, con số cống hiến. À, nhiều lần chồng nói rằng là thôi vợ ạ, học vừa thôi, nghỉ đi, tập thể dục như vậy là được rồi, đi làm vậy là được rồi. Nhưng mà nghe nghe đó thôi, chứ đâu cũng vào đó hở mà có cái lớp phát triển bản thân nào, dù là ở Sài Gòn hay là ở Vũng Tàu thì cũng là xách ba lô và đi. Thì cái khi vào cộng đồng này, nhiều cái điều kỳ diệu nó mở ra, giống như là mở một cái cánh cửa nó mở ra cho mình. Đó là cái ngày 2 ngày về dòng tiền á. Hôm đó là học 2 ngày về dòng tiền. Thì thực ra mà nói thì bạn Dung gieo duyên thì cũng tin tưởng bạn Dung để vào xem. Thực ra mà nói khi đó chưa tin, mà là nghe bạn nói và vào xem được cái gì thì đúng hơn. Và vào đây là bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cái sự chuyển đổi đó là sáng hôm nay á, thì khoe sáng hôm nay cái đã tập các thức mà nó nhẹ ơi là nhẹ luôn. Và đi làm cả ngày cũng không thấy mệt. Hàng ngày mà nếu mình tập đúng nghi thức mà thầy hướng dẫn á, hít thở rồi các biên độ á, thì ngày một ngày đi làm nó không là mệt mỏi. Và cái tiếp theo nữa là mình hãy tự tin rằng những cái điều mà thầy cô viết đó là chính thức, mình làm đúng đủ điều thì cái kết quả nó sẽ nở. Và Lan Nguyễn thấy được rằng là bây giờ là cuộc sống của mình rất là hạnh phúc. Anh Nguyễn coi năm ngoái thì vừa nói mình 17 thôi, năm nay cộng thêm tuổi này là 18. Mặc dù năm nay 48 tuổi, mọi người hãy comment xem Lan Nguyễn có trẻ hơn là tuổi thật không ạ? Và cái tiếp theo nữa là đi dạy là ngày nào học sinh cũng quấn quýt. Học sinh cứ hỏi, hỏi cái này cái kia, và cô trò tương tác rất là vui. Và năm nay là một cái năm sinh nhật mà vui, vui nhất có lẽ từ trước đến nay. Đầu tiên là có mẹ bên cạnh, mẹ ở ngoài quy vào. Cái thứ hai nữa là học sinh thì từ lớp nhỏ cho đến lớp lớn đều có những món quà xinh xinh tặng. Nhát học sinh lớp 1 cũng quý, mặc dù dạy lớp 4 học sinh lớp 1 lên lớp thì cũng quý. Và mà các bạn để ý từng chút một, đó là cô thích dây buộc tóc gì, rồi là cô thích vòng tay gì, rồi cô thích khi mà làm thiệp và các bạn làm bánh kem mà bằng bằng giấy ấy. Đó là những cái gọi là cái tình cảm mà cũng không ngờ rằng các em lại lại để ý nhiều mình đến như thế. Chính vì thế mà Lan Nguyễn sẽ nỗ lực làm nhiều điều hơn. Và hôm nay thì Lan Nguyễn có một cái sổ biết ơn rất là đẹp luôn cả nhà. Đây, bình thường thì viết trong cái vở, mà hôm nay làm một sổ biết ơn, một ngày viết 50 điều. Biết ơn các chị em trong nhóm đã cùng nhau để mà viết. Đó, ít nhất là 50 điều đây, sáng sớm đã hoàn thành được một nửa rồi. Tại vì sáng sớm còn tập các thức và các làm các thức nữa. Đấy. Chính vì thế mà cái điều kỳ diệu là gia đình hạnh phúc, con cái cũng ngoan hơn và mình cũng đi lan tỏa được cho khá nhiều người vào cộng đồng này. Đó là cái điều mà hạnh phúc. Và hôm nay thì có cả em út với bạn bè vào để cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện. Và một điều vi diệu là không những là sức khỏe, không những là niềm vui, không những là hạnh phúc, mà tài chính nó cũng tăng lên. Trước đây thì cứ chạy theo ngọn, đó là chạy theo tài chính. Nhưng bây giờ mình về gốc một cách vi diệu, về gốc mà một cách gọi là thầy hay nói đó, mình làm sao cái gốc của mình vững thì cái ngọn, cái quả, cái lá nó mới sum suê, mới tốt tươi. Và cái điều đó thì minh chứng được rằng Lan Nguyễn vào đây cộng đồng là 6 tháng mà nhiều điều bất ngờ nó diễn ra, nó đến với mình. Đó là
không cố gắng đi chạy theo tài chính, không cố gắng đi chạy theo bên ngoài, nhưng mọi điều nó vẫn về, nó về nhiều hơn là hàng ngày là mình phải đi tìm cái gì để mà kiếm thêm tiền. Vậy thì chúng ta đã vào cái cộng đồng này rồi, chúng ta hãy gieo duyên cho nhiều người để cùng hạnh phúc, sống được một lần, làm những cái việc gì để đời, không làm nửa vời. Vâng, biết ơn em Ngọc Điệp và biết ơn cộng đồng chúng ta đã lắng nghe Lan Nguyễn chia sẻ ạ.